Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với series video Phan Anh Business and Marketing Vlog. Hiện nay thì Phan Anh cùng với các cộng sự của mình và những người bạn đang thực hiện một cái chiến dịch là sẽ sản xuất các cái vlog về kinh doanh và marketing. Đấy là cái thứ mà Phan Anh đã được đào tạo và làm trong lĩnh vực này rất là lâu rồi. Từ năm 2006 là Phan Anh đã mở cửa hàng bán quần áo cho đến bây giờ. Cũng có một chút ít các kinh nghiệm và với cái thời gian đi dạy ở một trường đại học lớn ở Hà Nội từ năm 2008 đến bây giờ là cũng tính ra cũng 12 13 năm rồi ạ. Vâng. Thì Phan Anh sẽ liên tục chia sẻ những cái bài viết, những cái quan điểm cũng như là những cái vlog về video liên quan đến kinh doanh marketing, bán hàng quảng cáo. Và nếu mà các bạn gặp bất kỳ một vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với Phan Anh và công ty PA Marketing để được tư vấn và trợ giúp. Phan Anh có rất nhiều các cái sản phẩm, các khóa học, các cuốn sách, các cái gói tư vấn, các cái chương trình sản xuất TVC hoặc là sản xuất hình ảnh cho các anh chị và các bạn và giúp các anh chị và các bạn có thể tăng trưởng được doanh số một cách bền vững. Hôm nay thì Phan Anh và đồng bọn đúng không ạ, sẽ hướng dẫn các anh chị một cái bài nội dung ngắn, đấy là liên quan đến hiệu ứng chim mồi. Vâng, thế thì hiệu ứng chim mồi này là cái gì? Thì trên thị trường nó có một cuốn sách có tên là Hiệu ứng chim mồi. Thì đầu tiên tôi phải giải thích cho các bạn cái khái niệm về hiệu ứng chim mồi. Thì ngày xưa ấy, các cụ muốn bắt được con chim thật thì các cụ dùng một con chim mồi. Con chim mồi này có thể là một con chim giả, cũng có thể là một con chim thật, cũng có thể là một cái máy nó phát ra một cái sóng. Như bây giờ thì người ta ví dụ như là người ta muốn dụ con yến, con chim yến nó về làm tổ ở trong miền trong ấy, những cái tỉnh như là Khánh Hòa, Phú Yên ấy, những cái nơi người ta làm tổ yến ấy, người ta sẽ dùng một cái loa, người ta phát ra một cái tần số, một cái sóng, thì con chim yến nó tưởng là cái chỗ đấy nó gọi bầy và nó về đấy nó làm tổ, nó ăn, nó ngủ ở đấy, nó làm tổ, thì mình sẽ thu cái tổ yến đấy để mình bán. Thì cái khái niệm như vậy chính là khái niệm chim mồi. Muốn bắt con chim đấy để nuôi, muốn bắt con chim đấy để ăn, tóm lại là tôi muốn bắt con chim nó thì tôi sẽ phải sử dụng con chim mồi. Thì mọi người phải hiểu được ý nghĩa, bản chất sâu xa của cái thuật ngữ chim mồi. Tức là đây là một con chim giả, một cái động tác giả, hoặc là một con chim thật, một con chim bẫy, để có thể bắt được một con chim khác hoặc nhiều con chim khác. Đấy là cách đặt bẫy của các cụ ngày xưa. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta thấy là có nhiều phương pháp. Chúng ta bắn súng, rồi thì bắn ná, rồi thì chúng ta có thể là đặt bẫy cái này cái khác, hoặc là chúng ta sử dụng các cái sóng tần số để dụ chim. Ok, thì người ta sử dụng cái khái niệm là thuật chim mồi hay là hiệu ứng chim mồi là để muốn nói đến một cái cách, một cái chiến lược định giá, một chiến lược đặt giá khôn ngoan để giúp khách hàng dễ dàng ra quyết định mua hàng, và từ đó người bán hàng có thể bán được nhiều hơn về mặt số lượng, thứ hai là bán được lời hơn về mặt giá trị, khách hàng ra quyết định mua nhanh hơn. Bởi vì cái này nó dựa trên tâm lý hành vi của khách hàng, đó là dựa trên cái tâm lý về so sánh. Ví dụ bây giờ bạn để một cái popcorn có giá $3 không có sự so sánh thì khách hàng sẽ không hiểu là $3 như này là đắt hay rẻ, và khách hàng sẽ rất băn khoăn và ra quyết định mua khá là lâu. Ý tôi là như vậy vì họ không có cái tương quan để so sánh. Đó. Thế bây giờ bạn để một lúc ba cái sản phẩm như thế này, đúng không ạ? Cái ở giữa gọi là mình gọi là cỡ S, cỡ M, cỡ L đi, đúng không? Vâng. Cái cỡ ở giữa tức là cỡ M giá $6.5 và cái cỡ L giá $7. Đấy. Thì cái cách mà đặt giá như này thì thường là tôi nghĩ khách hàng dễ ra quyết định là mua cái $7, bởi vì nó chênh có $0.5 thôi mà nó đã được nhiều hơn rất nhiều so với cái $6.5. Đấy, hoặc là những người mà người ta thấy là $7 nhiều quá, ăn không hết, người ta sẽ mua cái $3. Và vì vậy chúng ta vẫn bán được giá cao. Đấy, và khách hàng người ta ra quyết định dễ bởi vì có nhiều sự lựa chọn cho họ. Một cái ví dụ khác các bạn thường thấy, ví dụ như là hãng Victoria Secret là một cái hãng đồ lót rất là cao cấp, đúng không ạ? Người ta bán một cái đồ lót Victoria Secret có giá vài chục đô la cho đến vài trăm đô la.
Các bạn biết rồi đấy, chi phí sản xuất cho cái thương hiệu như vậy không đắt. Đặc biệt là đối với sản phẩm quần, quần lót, áo lót thì có thể sẽ tốn nhiều công sức và nguyên liệu hơn. Thì áo lót thường đắt hơn so với quần lót. Thế nhưng mà ví dụ như một cái quần lót mà các bạn cắt thì các bạn thấy đấy, về mặt diện tích, cái số lượng vải, cái số lượng mà nguyên liệu sử dụng cho một cái quần lót của phụ nữ nó không đáng là bao nhiêu. Đúng không ạ? Mà trong khi đó nó bán từ vài chục đô la cho đến 100-200 đô la cho một cái quần lót như vậy. Rất là đắt. Nhưng người ta vẫn cảm thấy rẻ bởi vì nó được đặt bên cạnh một cái đồ lót trình diễn có giá vài ngàn đô la, thậm chí vài chục ngàn, thậm chí cả triệu đô la. Các bạn xem những cái show diễn của Victoria's Secret Show đúng không ạ? Thì nó có những cái bộ đồ lót trình diễn trên sân khấu có giá trị cả triệu đô la. À, thế thì khách hàng sẽ thấy rằng 100 đô la đứng cạnh 1 triệu đô la thì quá nhỏ. Thì cái cách như vậy người ta gọi nó là hiệu ứng chim mồi. Đấy. Thì các bạn phải định định nghĩa được nó là cái gì và cái công dụng của nó sử dụng như thế nào. Công dụng của nó ở đây là nó giúp cho khách hàng dễ dàng ra quyết định mua hàng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn và giúp cho khách hàng có sự so sánh. Và đôi khi nó chính là một cái bẫy, và khách hàng lúc này chính là con chim sẽ bị rơi vào bẫy. Còn cái cách đặt giá, cái chiến lược đặt giá, cái chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đó chính là con chim mồi mà các nhà bán lẻ, các nhà bán buôn thường sử dụng. Đúng không ạ? Vâng, cái tâm lý học là gì? Đúng không? Cái tâm lý đây là đầu tiên là các bạn có thể thấy đấy chính là cái sự so sánh, cái sự đa dạng, và khách hàng sẽ làm những cái phép tính nhẩm trong đầu bằng toán đơn đơn giản thôi. À, được nhiều hơn, được ít hơn, vân vân, đúng không ạ? Vâng. Thì nó dựa trên một cái nguyên lý là chúng ta sẽ đưa ra những cái so sánh và những cái phản ứng của khách hàng về mặt lý trí, về mặt phi lý trí, đúng không? Rồi, tôi sẽ lấy một cái ví dụ thực tế hơn và không dùng những cái ví dụ như thế này nữa. Đây là ví dụ thật mà khi tôi đi tư vấn cho khách hàng. À, hôm trước thì tôi có tư vấn cho một bạn, bạn ấy làm spa. Bạn ấy có một cái gói dịch vụ là đánh tan mỡ tại nhà, tức là đánh tan mỡ nhưng mà làm tại nhà của khách hàng. Bạn ấy có một cái gói là trị giá là 3 triệu đồng cho 10 buổi đánh tan mỡ, cam kết là giảm từ 7 đến 10 cm. Vâng. Thế thì bạn ấy gặp tôi, bạn bảo là em gặp một vấn đề là khách luôn luôn hỏi là có gói thấp hơn không thì em không có. Thế những khách giàu là hỏi là có gói cao hơn cũng không có. Thế có khách lại hỏi là thế có gói lẻ không? Em cũng không có. Thế là em cũng mất rất là nhiều khách thầy ạ. À. Thì cái này chính là cái chiến lược đặt giá, bạn ấy đã hơi cứng nhắc, bạn ấy không đặt giá theo kiểu là có một cái giải giá và tạo các hiệu ứng chim mồi. Thế thì rất đơn giản thôi. Mục tiêu là bạn muốn bán cái gói 10 triệu cho, xin lỗi. Rất đơn giản thôi. Mục tiêu bạn muốn bán cái gói 3 triệu cho 10 buổi, tức là 300 nghìn một buổi đúng không? Nhưng phải gói 10 buổi. Vậy bạn sẽ làm như này. Bạn sẽ làm cho tôi một cái gói VIP là 5 triệu 10 buổi. Nhưng so sánh về mặt giá trị quyền lợi cái gói VIP đấy không hơn nhiều so với cái gói chuẩn 3 triệu của bạn là bao nhiêu? Đấy. Giá thì có thể chênh đến tầm 80% nhưng mà cái chất lượng, cái dịch vụ nó không chênh hơn là bao nhiêu? Thế thì khi người ta nhìn vào cái bảng giá như thế, người ta sẽ có xu hướng người ta chọn cái gói là 3 triệu 10 buổi. Thế còn khách muốn mua lẻ mà bạn không muốn bán lẻ, bởi vì có những khách người ta muốn thử. Tại sao mình lại không thử? Mua lẻ ok, đúng không ạ? Bạn bán cho tôi 800 một buổi, nhân lên là thành 8 triệu. Có đúng không ạ? Và như vậy bạn đặt trong cái biểu giá gói chuẩn là 10 buổi 3 triệu, gói VIP 10 buổi 5 triệu và gói lẻ là rẻ 800 nghìn một buổi. Thế thì bạn tự dưng giải quyết được tất cả các vấn đề của khách hàng. Muốn gói lẻ ư? Có gói lẻ. Muốn gói VIP ư? Có gói VIP. Muốn gói rẻ hơn ư? Không có. Đây là gói rẻ nhất, tốt nhất rồi. Và bạn sẽ điều hướng khách vào đúng cái gói mà bạn muốn. Bạn hiểu chưa ạ? Thì người ta phải có nhiều sự lựa chọn, người ta phải có sự so sánh thì người ta mới mới ra quyết định được. Đó. Thế thì những cái chiến lược này thường áp dụng trong mảng bán lẻ và mảng bán buôn, để mục đích duy nhất là để tăng cái sản lượng bán và giúp khách hàng ra quyết định mua nhanh hơn, đúng không? Ví dụ bạn mua một chai bia thì có giá là 2 đô la, tôi lấy ví dụ như vậy. Thế nhưng bạn mua một lốc 6 chai hoặc
hoặc là một lốc 4 chai, đúng không ạ? Thì có thể bạn chỉ mất ví dụ 62 12 thì bạn sẽ chỉ mất khoảng 8 đô. Đấy, thì người ta sẽ thấy rất là hời khi người ta mua cả lốc. Còn nếu mà người ta không mua cả lốc, người ta mua một chai thì mình cũng rất là lời, bởi vì mình bán được đơn giá cao. Có đúng không? Và đấy là cái lợi kép của nhà bán lẻ. Thì rất nhiều những cái đơn vị bán lẻ hiện nay người ta sử dụng cái hiệu ứng này. Thì tôi khuyên các bạn cũng nên đặt cái hiệu ứng này trong quá trình kinh doanh của mình, trong các cái chương trình quảng cáo, trong các cái chiến thuật bán hàng. Vâng, cái tỷ lệ phần trăm thì với những cái sản phẩm mà các bạn không muốn để giá trị thực thì các bạn có thể áp dụng theo tỷ lệ phần trăm, ví dụ như là giảm giá lên tới 50%. Nhưng thực ra 50% của 300.000 nó chỉ là 150.000 thôi, đúng không? Thế nhưng mà với những cái sản phẩm mà các bạn, ví dụ căn hộ, các bạn bán một căn hộ của Vin giá 4 tỷ, bạn giảm giá 50% thì nó là 2 tỷ, rất khủng khiếp. Lúc đấy bạn lại gì ạ? Dùng con số tuyệt đối là giảm giá lên tới 100 triệu. Thì nghe nó rất kinh khủng. Thế nhưng mà 100 triệu trên 4 tỷ thì cái tỷ lệ phần trăm nó vô cùng thấp. Đấy, thì cái tỷ lệ bạn sử dụng số tuyệt đối hay là số phần trăm, thực ra về mặt bản chất đấy chính là cái tâm lý khi người ta nhìn vào số nhỏ. Thì nước Mỹ và các nước châu Âu, đặc biệt là nước Mỹ thì tôi đánh giá là bậc thầy về về thương mại. Trung Quốc cũng như vậy. Trung Quốc cũng là bậc thầy về thương mại, đúng không ạ? Người ta nói là kinh tế như Âu, thương mại như Tàu và quân sự như Mỹ. Thì ví dụ như khi tôi sang Trung Quốc, tôi mua quần áo, đúng không ạ? Bạn mua một chiếc áo, tôi nhớ hồi đó là tính ra là khoảng tầm 800 nghìn mua một chiếc. Thế nhưng nếu bạn mua hai chiếc thì giá của chiếc thứ hai sẽ giảm giá 40%. Thế chiếc thứ hai lúc này 4832, lúc này bạn chỉ còn mua với giá 500, bạn thấy rất hời, quất thêm chiếc nữa. Thế nhưng mà nó lại mua ba chiếc thì chiếc thứ ba nó lại giảm tới 70%, 80% luôn. Thế lại ngồi nhẩm là 80%, tức là 20% của một của 800.000 có 160, bỏ thêm 160 lại được một cái nữa. Thế là cuối cùng là chết vì tham, đúng không? Quất luôn ba cái, cộng tiền vào chia ba thì thực ra nó giảm giá cả ba cái, rơi vào cỡ khoảng 35-40%. Thì đấy là một cái nghệ thuật bán hàng rất là tốt, chim mồi là như thế các bạn nhé. Vâng, đấy, để những cái cách các bạn có thể làm thêm vào một cái lựa chọn thứ ba thứ tư để kém hấp dẫn hơn, để so sánh, và mình phải điều hướng khách hàng vào những cái thứ như vậy, đúng không? Thì như vậy là mình sẽ có thể có được cái khả năng bán hàng tốt. Vâng, hiệu ứng chim mồi còn ở đây còn có thể thể hiện thông qua là những cái khách hàng đã sử dụng sản phẩm người ta nói. Ví dụ như là các bạn cũng phải tránh nhá, khi mà các bạn đến các cái buổi hội thảo bán các khóa học của các cái diễn dởm dạy làm giàu nha. Tôi không thích cái phong cách của những người dạy làm giàu, bởi vì dạy làm giàu nó hơi bị doping não, tức là người ta thường bơm doping về cho não thôi, nghe sướng tai lúc đấy thôi, nhưng thực tế thì cái sự thực nó sẽ phũ phàng hơn rất nhiều. Tôi sẽ đánh giá rất cao những cái diễn giả mà người ta dạy về các kỹ năng nghề nghiệp hoặc là các kỹ năng sống. Thế còn các cái loại doping não mà dạy làm giàu thì tôi thường là không đánh giá cao, và tôi không có xu hướng khuyến khích mọi người tham dự. Thế thì ở đây hầu như một số các cái hội thảo, một số các diễn dởm thường sử dụng cái hiệu ứng chim mồi theo cách là, ví dụ bây giờ tôi sẽ giảm giá cho các bạn 50% cái khóa học này, 50% cái cuốn sách kia, đúng không ạ? Và ai sẽ là người mua? Tôi sẽ chỉ áp dụng cho 5 người, 10 người. Thế sau đó hoàn toàn có thể có những cái người là nằm trong đội, tức là nằm trong là team của cái diễn dởm đấy, đúng không ạ? Họ sẽ tôi, và họ sẽ chạy lên sân khấu, họ sẽ mua hàng, thậm chí họ sẽ thanh toán chuyển khoản ngay trước mặt, đúng không ạ? Và tin nhắn nổ tưng 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 tưng, đúng không ạ? Cắm vào máy tính cái hiển thị ra tự bắn xoẹt. Ví dụ như là ông Phan Anh chuyển khoẹt xoẹt một cái 100 triệu mua khóa học, và xong tí về chuyển lại, nó mà có mất có 2.000 tiền phí vận phí phí chuyển khoản, có vấn đề gì đâu, tí về lại 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 chuyển lại cho thầy Phan Anh nhá. Thì cái đấy là một cái hiệu ứng chim mồi, cũng thực ra là đánh lừa cái cảm giác khách hàng rất là tốt. Thì đây là một nghệ thuật bán hàng. Tôi không phê phán cái nghệ thuật bán hàng, tôi chỉ phê phán cái cách người ta ứng dụng thôi.
Thì các bạn nên chú ý, nếu mà các bạn đi tham dự các cái chương trình hội thảo thì các bạn phải phải chú ý là cái gì đúng và cái gì không đúng, cái gì bất thường và cái gì đúng đắn. Những cái người người ta dạy về kỹ năng nghề nghiệp, những người mà dạy về kỹ năng cho người lao động, kỹ năng mềm, tư duy thì rất là khuyến khích. Còn những cái loại doping não để sướng sướng lúc đấy hô hào tôi sẽ có 1 triệu đô, tôi sẽ có 10 triệu đô này kia thì cũng cũng hết sức cẩn thận. Tôi cũng không nói là nó không tốt, nhưng mà tôi nói là các bạn hết sức cẩn thận, đúng không ạ? Và trên mạng cũng có rất là nhiều các diễn giả bị bóc phốt rồi, nào thì bỏ ra đến 200-300 triệu cho một khóa học và cam kết sẽ giàu, nhưng mà sau không giàu. Thế là thầy thì dọa trò, trò thì dọa thầy, cô thì dọa trò, trò thì dọa cô, đấy, kiểu kiểu như thế thì nó rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Bởi vì thực ra mua bán nó cũng là thuận mua vừa bán, người ta cũng không ép mình, người ta chỉ có những cái kỹ thuật chim mồi đẩy cảm xúc, đẩy não, đánh lừa chúng ta ở trong cái chương trình như vậy. Thế còn trong bán lẻ và trong bán buôn hàng hóa thì kỹ thuật chim mồi rất là quan trọng để giúp khách hàng so sánh, giúp khách hàng ra quyết định mua nhanh hơn, để điều hướng khách hàng vào những cái sản phẩm mình muốn bán. Được chưa ạ? Ok, thì cái này nó cũng liên quan đến kỹ thuật đặt giá và nghệ thuật tạo chương trình khuyến mại mà thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn, các anh chị đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại.